Kênh bán nhà quận 7 chính chủ hôm nay giới thiệu đến cô chú anh chị căn nhà tại đường 47 quận 7 nha cô chú anh chị. Nhà có diện tích ngang 4, dài 12m, nhà một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán giá là 5 tỷ rưỡi, 5 tỷ rưỡi thương lượng chính chủ. Nhà mình thì hẻm xa hơi vô được luôn nha cô chú anh chị. Đường 47 quận 7 nha cô chú anh chị. Em quay trước đường xong mình đưa cô chú anh chị vào bên trong để mình xem bên trong căn nhà của mình. Ngoài đường 47 mình đi vô. Được 3 mét luôn. Đây nhà mình đây nha anh chị. Đó, nhà mình có ban công trước. Sân trước khá rộng rãi luôn. Đi vô trong thì trong nhà thì có cái chỗ cái sân trước để mình để xe máy thoải mái nha chú chị. Sân trước để xe máy thoải mái luôn. Nhà mình có 3 lớp cửa lên nha cô chú chị. Ở ngoài lớp cửa sắt nè. Vô trong rồi một lớp cửa sắt rồi một lớp cửa kính nữa. Mặt trước nhà mình chủ nhà cũng trang bị sẵn cho mình lớp đá hoa cương rất đẹp nha cô chú chị. Đây vô trong phòng khách. Chủ nhà có tặng cho mình kệ tivi rồi hết rồi nha anh chị. Nhà thì chủ nhà cũng tặng cho mình được 3 cái máy lạnh nha chú anh chị. Ở bên đây là kệ tivi nè. Đây là không gian bếp nhà mình. Không gian bếp thì chỗ này chủ nhà trang bị cho mình cái chỗ này để mình làm quầy bar nha quý vị. Còn đây thì kệ bếp nè. Đó, trên là kệ bếp. Dưới thì chủ nhà trang bị sẵn cho mình có đá hoa cương rồi. Chỗ này mình để máy lạnh nha quý vị, tủ lạnh. Đây không gian nhà bếp mình khá rộng rãi luôn nè. Cuối nhà thì cái nhà vệ sinh nha cô chú anh chị. Cuối nhà nhà vệ sinh đây, nhà vệ sinh khá rộng rãi luôn. Em xin nhắc lại với cô chú anh chị, nhà mình ở đường 47 quận 7. Nhà có diện tích ngang 4, dài 12m, nhà một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 5 tỷ rưỡi, 5 tỷ rưỡi thương lượng chính chủ. Nhà mình có hỗ trợ vay ngân hàng luôn nha cô chú anh chị. Đây là không gian phòng khách này, cô chú anh chị về mua về mình bỏ sofa rồi vô rồi mình ở thôi nha. Em mời cô chú anh chị mình đi lên trên lầu 1 để mình xem trên lầu 1 nhà mình. Cô chú anh chị nào muốn đi xem nhà liên hệ qua cho em, số điện thoại là 0913 78 1712. Em sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị qua để mình xem nhà. Dưới cái lớp sàn nhà mình là chủ nhà trang bị sẵn cho mình lớp cái sàn gỗ rồi nha cô chú anh chị. Đây là cái nhà vệ sinh của lầu 1. Rồi trên đây thì nhà mình có 2 phòng ngủ nha cô chú anh chị. Đây 2 phòng ngủ chủ nhà trang bị sẵn cho mình máy lạnh luôn rồi. Đây là giường ngủ nè. Máy lạnh có sẵn luôn, tủ áo có sẵn luôn nha cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị về mình chỉ có trang bị sơ sơ mình về mình ở thôi nha cô chú anh chị. Giá 5 tỷ rưỡi còn thương lượng chính chủ. Nhà ở hẻm ở đường 47 nha cô chú anh chị. Đường 47 quận 7. Đó, đây không gian phòng sau của lầu 1 nha cô chú anh chị. Đó tủ nè. Em đưa cô chú anh chị xem phòng trước. Sàn thì có rắp gỗ sẵn đây phòng trước. Chủ nhà cũng trang bị sẵn cho mình máy lạnh luôn. Máy lạnh giường ngủ. Bên đây thì chủ nhà trang bị sẵn tủ áo luôn.
đường 47 xe 29 quận 7 không chú anh chị. Nhà diện tích có 4, dài 12m, nhà một trệt, 2 lầu thương tưởng. Đây nè, ban công trước của lầu 1 nè. Đây nè, đó ngoài đường 47 mình đi vô. Vô đây tới đây là nhà mình, nhà 23m rưỡi luôn đó nha cô chú anh chị. Em đưa cô chú anh chị mình đi lên trên lầu 1, lầu 2 để cô chú anh chị mình xem trên lầu 2 nhà mình. Cô chú anh chị nào xem kênh Bán Nhà Quận 7 Chính Chủ chưa đăng ký kênh thì mình đăng ký kênh để theo dõi tiếp theo bất động sản Bán Nhà Quận 7 Chính Chủ nha cô chú anh chị. Cầu thang này khá rộng rãi luôn nha cô chú anh chị. Đây là lầu 2. Đó, chủ nhà cũng trang bị sẵn cho mình lớp luôn. Đó. Đây là nhà vệ sinh. Rồi ở đây phòng ngủ nữa. Phòng này cũng có máy lạnh rồi luôn nha cô chú anh chị. Em quay cận kẽ cho cô chú anh chị mình xem. Đó, đây có cửa sổ luôn nè, đây tủ nè. Đựng đồ. Giá 5 tỷ rưỡi thương lượng chính chủ nha cô chú anh chị. Đây là phòng trước. Đó, cái phòng là phòng trước nè. Em xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà ở đường 47, quận 7. Nhà có diện tích ngang 4, dài 12m. Nhà một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh, nhà mình có ban công trước nha cô chú anh chị. Chủ nhà muốn bán cái giá là 5 tỷ rưỡi. 5 tỷ rưỡi thương lượng chính chủ, nhà mình là cách hẻm xe hơi nó phải bước chân thôi. Cô chú anh chị nào muốn đi xem nhà liên hệ cho em sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị qua xem nhà. Em cảm ơn cô chú anh chị xem nhà, xem kênh Bán Nhà Quận 7 Chính Chủ nha cô chú anh chị.